18 chi đời vua Hùng gồm những ai? Từ năm 2007, Quốc hội đã chọn ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để làm ngày quốc dỗ, nhằm ghi nhớ công ơn của các vị vua Hùng. Vậy, tên của 18 vị vua Hùng gồm những ai? Theo Ngọc Phả cổ truyền về 18 chi đời Thánh Vương Triều Hùng, thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức Hậu Lê 1470-1497 do Hàn Lâm Viện, trực học sĩ Nguyễn Cố biên soạn, chúng ta có thể tự hào khẳng định vua Hùng dựng nước Văn Lang truyền được 18 chi đời, đóng đô ở trung tâm Bộ Văn Lang, thành phố Việt Trì ngày nay. Cũng theo nghiên cứu một số văn tự, thư tịch đình làng Hà Lộc, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, thư tịch đình làng Vân Luông, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, thần tích xã Hy Cương, Tổng Chu Hóa, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao. Các nhà nghiên cứu nhận định các văn tự này đều có sự ghi chép thống nhất về 18 chi đời Hùng Vương trải từ năm 2879 trước công nguyên đến năm 258 trước công nguyên, cụ thể như sau. Chi thứ nhất, Hùng Dương Vương, tức Kinh Dương Vương, tên húy là Lộc Cục. Chi thứ hai, Hùng Hiền Vương, tức Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm. Chi thứ ba, Hùng Quốc Vương, tức Hùng Lân, tên húy là Lâm Lang. Chi thứ tư, Hùng Hoa Vương, tên húy là Bửu Lang. Chi thứ năm, Hùng Hy Vương, tên húy là Bảo Lang. Chi thứ sáu, Hùng Huy Vương, tên húy là Long Tiên Lang. Chi thứ bảy, Hùng Chiêu Vương, tên húy là Quốc Lang. Chi thứ 8, Hùng Vĩ Vương, tên húy là Vân Lang. Chi thứ 9, Hùng Định Vương, tên húy là Chân Nhân Lang. Chi thứ 10, Hùng Uy Vương, tên húy là Hoàng Long Lang. Chi thứ 11, Hùng Trinh Vương, tên húy là Hưng Đức Lang. Chi thứ 12, Hùng Vũ Vương, tên húy là Đức Hiền Lang. Chi thứ 13, Hùng Việt Vương, tên húy là Tuấn Lang. Chi thứ 14, Hùng Anh Vương, tên húy là Viên Lang. Chi thứ 15, Hùng Triệu Vương, tên húy là Cảnh Chiêu Lang. Chi thứ 16, Hùng Tạo Vương, tên húy là Đức Quân Lang. Chi thứ 17, Hùng Nghị Vương, tên húy là Bảo Quang Lang. Chi thứ 18, Hùng Duệ Vương, tên húy là Huệ Lang. Trong 18 chi đời, các vua Hùng đã truyền ngôi Thánh Vương cho 180 đời kế vị. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tính từ thời Kinh Dương Vương 2879 trước công nguyên cho đến hết thời Hùng Duệ Vương năm 258 trước công nguyên, thì nhà nước Văn Lang đã kéo dài 2622 năm.